Xin chào các bạn, đây là bạn bò sữa nè, bạn chó sói nè. Chà chà, hôm nay chúng ta sẽ tắm cho hai bạn này nha. Ui, hôm nay trời nóng lắm nha, trời rất là oi bức. Nay là mùa hè mà nắng lắm. À, máy xúc đầm múc nước lên. Đó. Nào, tắm cho bạn nào trước nào, đổ nước vào bạn nào nào. Ủa, bạn bò sữa trước nha. Đó, đấy. Đấy, dùng từ nước xuống đi. Ui, thích ạ. Mát không bò ơi? Bạn bò sữa thấy mát không? Ui, 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 sữa. Nước đấy. Ui, mát ạ. Ui, ui, thích ạ. Ui, thích quá, thích quá. Ôi mát cực luôn. Nào lại nước đã đi. In. 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 Nào về đến lượt bạn cho sói nha. À, mát không? Đấy, nước chảy vào đầu nha. Đấy, mát không? Mát không bạn cho sói ơi. Mát quá, mát quá. Cảm ơn máy xúc nha, thích quá. Ui, mát quá. Mát quá. Đi. Nào bạn bỏ sữa một tí nữa này. Tuyệt vời. Đến lượt bạn bò sữa nha. Mát quá, mát quá. Nào. Ôi mát quá, mát quá. Ôi. Bạn bò sữa mát quá. Nào đầu tiên là nắm phần đầu đi nè. Đấy, rửa mặt nè. Đó. Lưng nha. Hát không? À, ngã 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 ngã. Kéo bạn vào sữa đứng dậy nha. Nào lại chỗ này. Chỗ này đứng nhã. Lại xúc nước tắm cho bạn bò sữa, tắm cho bạn cho sói, thật là tuyệt vời. Ôi tuyệt vời em. Ôi, thật là tuyệt vời, thật là thích. Nào, đã sạch chưa nào? À, bạn bò sữa xem nào. Trắng tinh nha, sạch sẽ nha. Sạch sẽ mát mẻ nha, thích nha. Cảm ơn bạn máy xúc nha. Cảm ơn bạn máy xúc. Không có gì. Chào tạm biệt bạn máy xúc. Cho sói nào. Sạch rồi. Ôi, mát nha. Ôi, dạ. Mát nha. À thôi, cảm ơn máy xúc đi. Cảm ơn bạn máy xúc. Tôi về đây. À, cảm ơn bạn máy xúc nha. Chào.
biệt các bạn. Các bạn nhớ đăng ký để xem video mới nhất của chúng tôi nha. Xin chào tạm biệt.